Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái cách đấu motor bơm nước mà nó chính xác nhất, hiệu quả nhất. Bởi vì mình thấy đa số các thợ đều đấu như kiểu này thì nó giảm hiệu suất của cái động cơ. Động cơ tức là máy bơm nó hay nóng và nó dễ cháy ha. Đồng thời cái đường dây này nó cũng sẽ bị dễ cháy luôn. Đó thì mình sẽ chia sẻ với bạn cái cách đấu của mình nó hiệu quả hơn và hiệu suất của motor nó đảm bảo, đồng thời là các bạn có thể phát triển được những cái tính năng khác mà sau này những clip khác tiếp theo mình sẽ chia sẻ với bạn nha. Thì đây là cách đấu của các thợ các bạn. Thì đây là trước tiên là cái dây phao nha. Dây phao thì trong này nó có cái hai điểm AB, ví dụ đây A1 A2 thì mình sẽ đấu chống tràn á, là mình sẽ đấu A1 A2, còn nếu đấu mà chống cản là đấu B1 B2 các bạn. Như đây là đấu A1 A2 ha. Rồi. Hai dây phao. Rồi, các thợ là hai đấu kiểu này. Đây là hai dây của động cơ. Hai dây máy bơm này. Đấy. Mình sẽ đấu đây. Hai nối vào nhau. Ha, nó còn hai dây. Thì hai đầu dây này sẽ đấu vào cấp nguồn. Đấu vào cấp nguồn. Như thế này các bạn. Với cách đấu này các bạn thì cái đường dây này, dây nguồn này nhé các bạn. Nó sẽ đi đi lên trên cái phao, xong rồi đi xuống lại, rồi mới đi vào động cơ. Thì như vậy nó kéo dài cái đường dây. Và thông thường cái đường dây này á, đường dây phao này, đa số các thợ đều đi dây nhỏ, không ai đi dây lớn. Mà khi đi dây nhỏ như vậy, dây này sẽ bị nóng. Cho nên không tin các bạn có thể cắt đường dây của các bạn ra. Đường dây này nó đen thui nha. Đó. Rồi. Đó là cách đấu mà mình thấy nó không có hiệu quả. Cho nên mình chia sẻ các bạn cách của mình nha. Thì với cách này các bạn sẽ mua một cái công tắc tơ như thế này, nó giá khoảng tầm 120.000 thôi. Đây, công tắc tơ 3 pha các bạn. Nó có 3 lộ gọi là 3 pha và đây là điện 220V. Thì nó có cực A1 A2 là hai điểm này để đấu với nguồn các bạn. Thì mình sẽ đấu cho các bạn xem này. Hai dây của cái phao nha. Hai dây của cái phao thì các bạn sẽ đấu vào đây. Một cái là các bạn đấu vào A2. Đấu vào A2 nha. Còn dây còn lại của cái phao, các bạn sẽ đấu vào cái phần trên này. Một điểm đây. Rồi. Hai dây của máy bơm nữa các bạn. Hai dây máy bơm. Các bạn đấu vào hai dây hai bên này. Dây bên nào cũng được nha. Đấy. Rồi. Hai dây cấp nguồn thì các bạn sẽ đấu một dây vào đây này. Dây vào đây. Một dây vào đây nha. Thì một dây nó sẽ đấu nối vào cái A1 này để cấp nguồn cho cái động cơ. Rồi mình đấu xong mình sẽ giải thích cái nguyên lý hoạt động cho cái mạch này để các bạn có thể dễ hiểu hơn. Rồi. Mình giải thích cái nguyên lý hoạt động nha các bạn. Thì đây là cấp nguồn nha, cấp nguồn vào. Khi mà cái công tắc tơ này nó đóng được các bạn, nó đóng xuống thì điện này, hai dây nguồn từ hai điểm này nó truyền qua đây và đi vào trực tiếp với động cơ. Thì như vậy cái dòng điện nó rất là mạnh và hiệu suất của cái motor này á nó sẽ là cao nhất. Nó hạn chế nóng và nó sẽ không gây cháy motor, hạn chế gây cháy nha các bạn. Rồi, thì khi mà cấp điện vào hai phao như thế này. Phao như thế này thì một dây điện nó sẽ truyền vào cái đường dây này các bạn. Nó truyền vào lên cái phao và nhận tín hiệu. Khi mà nước hết thì sẽ truyền về đây. Truyền về cái A2. Đó thì làm cho cái công tắc tơ này nó đóng. Thì khi mà công tắc tơ đóng thì sẽ truyền điện qua motor. Đó, thì cái phao này nó chỉ có điều khiển cái công tắc tơ thôi. Và công tắc tơ thì lại điều khiển cấp nguồn cho motor. Vì với cách này thì hiệu quả, cái dòng điện công suất nó sẽ rất là tốt. Đây mình cắm điện các bạn xem nhé. Đây là cái mạch điện mình đấu, chia sẻ cách đầu tiên. Và clip tiếp theo mình sẽ phát triển một cái mạch này lên nửa một bậc nữa. Thì các bạn sử dụng một motor và các bạn có thể sử dụng được rất nhiều việc khác nhau. Chứ không chỉ có một việc là bơm nước lên bồn thôi nhé các bạn. Rất là hay nha. Rồi. Khi mình giật cái phao hết nước này, thấy chưa, là motor nó sẽ quay, không các bạn. Đó, đây là cái mạch điện mà mình đảm bảo các bạn là nó hiệu quả nhất và nó sẽ hạn chế được cái motor cháy, đồng thời đường dây nó sẽ được đảm bảo nó không bao giờ bị đen và không bao giờ cháy đường dây nhé các bạn. Xin tặng một like và chia sẻ với bạn bè các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn nha.